À, đừng ôm nó nhiều quá vô lên bị xả. Để từ từ. Trên trời cao em ngước lên bầu trời. Không phải đồ nó đâu. Không con, cảm ơn con nha. Đừng ôm nữa để mẹ. Đâu cái gì của bà Ngào bỏ ra đâu. Thế, đúng không? Tại ôm cái này. Có tên này. Để đồ của chị á. Con gây 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 chữ O cho mẹ ơi. Gây chữ O chữ O cho mẹ ơi. Ôi chà, lên đồ biến nha mấy chị yêu. Sẵn cái đây em ngầu dưới đất này nè, gắn chơi dễ dàng sướng hơn em phải câu chi làm ra phức tạp. Bóp vô. Bóp hả? Cái gì cũng phải bóp chứ. Cái gì cũng phải bóp hả? Ừ. Có nhiều cá không cần bóp. À, nó không bóp. Đồ bít chai size nhỏ đi hả? Đồ bít chai tháng này là ít hơn mấy chị yêu. Có đồ bít chai size nhỏ ở đâu ta? Để coi thử cái to kia. Nhiều quá. Chia sẻ bài giùm em đi nha mấy yêu. Ở cái to cái có đồ trai bí không? Hề lớn không? Chia sẻ bài giùm em với. Đồ bé trai 10-20kg chạy rào trời trước. Cảm ơn chị Nghiệp Thị nha. Mấy chị yêu ơi chia sẻ bài giùm em với. Áo gió trai. Sơ mi trai. Có sơ mi trai có nè. Sơ mi trai nhỏ có nè. Riêng trai có nè mấy chị yêu. Đồ gái thì nhiều lắm. Mấy chị chia sẻ bài giùm em với nha. Hello con Như Thủy, hello chị Hoàng Sang Trần nha. Có hết combo. Mấy chị ơi, comment giùm em là đồ bé 100 ngàn 3 món giùm em với mấy chị. Trời 100 ngàn 3 món đồ bé nhà em là bao VIP cho mấy chị luôn. Mấy chị comment giùm em là bé trai 9kg để dị thương. Ừ ok em, chờ chị xíu. Comment giùm Linh đi làm lại cho em. Comment giùm em là bé trai đồ bé 100 ngàn 3 món để em ghim giá cho mấy chị yêu. Trên trời cao em ngước lên bầu trời cầu mong anh. Đó hết rồi, bỏ ra nè. Coi thử đi cô phê nói gì anh. Rồi cảm ơn em Thanh Tuyền này, chị ghim giá áo khoác bé gái có luôn nha. Ghim ai ai bán comment gì đấy. Hồi trưa đồ bé gái đẹp mà hồi chiều em mới công chuyện. Ờ hồi chiều mua mấy cái áo về bí mặt đẹp lắm chị, đúng không? Trời ơi đồ bé nhà em nó thiệt mấy chị, 100 ngàn 3 món làm nó mấy chị. Bao ghiền luôn, giờ em lên cho mấy chị luôn nha. Giờ em lên cái gì trước ta? Lên cái mẫu bé gái siêu xinh này trước đây, siêu xinh siêu tội vậy nè. Có 100 ngàn 3 món, món nào cũng vậy nha, em cần làm một rác thôi. Em về lại tổ bán hàng rồi hả? Ờ chúc mừng em nha. Chúc mừng em Mỹ Linh. Rồi đồ bé mã này là chốt em mã cổ sen. Cổ sen tội chưa? Mấy chị comment số ký nha, cổ sen em có màu xanh nè. Mấy chị chốt cho em cổ sen xanh tậu mấy chị chắc là đuổi nha. Đẹp lắm, 100 ngàn 3 món là mấy chị bao đẹp cho mấy chị luôn. Cổ sen xanh nha, mấy chị comment số ký rồi thương bóc. Cổ sen xanh nè, cổ sen hồng. Cổ sen xanh, cổ sen hồng. Cái gì cũng 100 ngàn 3 món trừ cái áo khoác gió ra nha mấy chị. Còn lại quần ring áo lẻ là vậy hết nha. Từ từ nha mấy chị yêu ơi, cổ sen xanh, cổ sen hồng. Rồi cổ sen hồng đậm. Phải có chữ cổ sen để em phân biệt mã nha mấy chị yêu. Cổ sen hồng, cổ sen xanh, cổ sen hồng đậm. Chồng má bắt bấm điện xanh trưng luôn á. Cảm ơn thằng chồng nha. Đẹp chưa? Đó.
Thảo Lê em lên chọn giùm chị, từ từ bình tĩnh chọn giùm chị nha. Tậu quá mấy chị ơi, nhìn cái áo cưng lém lần á, bà bé em mặc cưng dễ sợ luôn á. Tậu chưa? Đó mấy chị comment đi, comment em bóc size cho. 100.000 ba món, cổ sen vàng, cổ sen hồng, hồng đậm nha. Cổ sen hồng đậm. Rồi cổ sen hồng nhạt. Cổ sen hồng nhạt tậu ghê á. Cổ sen hồng nhạt, nó có size 25kg đối lại. Rồi cổ sen xanh, đó mấy chị yêu chốt đây nha. Chốt mã cổ sen này. Chốt mã cổ sen này mấy chị có 4 màu á. Cổ sen có 4 màu. Mã cổ sen có 4 màu. Cổ sen chốt cho em mã rõ mã này mấy chị yêu. Rõ mã này do em in rồi chút đó em bóc size á. Thành ra mấy chị comment đúng cái mã mà em thương nói này cho nó dễ. Anh ở lụm cho em một cái ri áo mà có cái tay phôi lưới nè chị anh. Cổ sen chốt mã cổ sen kèm theo bảng màu giùm em nha mấy chị yêu. Cổ sen kèm. Đó chỗ cái đống vàng xanh đỏ đó. Cổ sen nha. Mấy chị chốt mã cổ sen để mai em bắt đầu em chốt mã để mai em bóc mã cổ sen cho nó đúng nè. Em đang có một ring dài. Bé gái 24kg, bé trai 17kg, 3 món. Áo vàng. Dì phát hoa nè. Đồ bé hẹp lắm nem bao nhiêu ký em ơi? Có đầm bé 2-30kg không? Có một lô đầm rộn xộn nha. Thế chị gửi riêng tay sau bên đó để chọn cho chị thứ bể mà tới trưa. Rồi nem mấy dao luôn. Chắc cho bể chủ nhật sao em? Cổ sen vàng. Rau. Rồi lá sen vàng bao nhiêu ký cho Thương Nguyễn ơi? Sen vàng 17kg cho em Thảo Lê nè. Thương Nguyễn chốt ký lên chị biết đường gì bóc. Sen vàng cho Thảo Lê. Ờ đúng rồi. Thank you. Thank you nha. Ờ cái mã này mấy chị không chốt hả mấy chị yêu? Đẹp dã man luôn mà. Sao vậy? Sao yếu vậy mấy chị yêu ơi? Đuổi phối lưới. Đây dễ thương lắm. Cổ sen em lên lại cổ sen hồng nè. Cổ sen vàng nha. Cổ sen hồng, cổ sen vàng. Cổ sen hồng, cổ sen vàng, cổ sen xanh. Đó, tậu không? Cổ sen hồng nhạt. Đó, mấy chị chốt mã cổ sen nha. Tắt like rồi gai bẩm. Rồi, chốt mã cổ sen cho em nha. Mã cổ sen thường nói là từ 8 tới 25kg đối lại là có đó em Thanh Tuyền ơi. Là có đó em. Mai em có nhà nha chị nghe. Cổ sen, chốt em mã cổ sen. Rồi, mã cổ sen. Cổ sen. Rồi, mã này chốt cho em là mã phối lưới. Mã này chốt cho em là mã nơ đi. Mã nơ cho dễ. Tậu ghê mấy chị ơi. Nơ vàng nha, kèm theo số ký cho em. Nơ vàng, ri này từ 8-25kg là có nha. Nơ xanh. Nơ vàng, nơ xanh. Nơ hồng. Nơ hồng có nha, có hết, bình tĩnh em lên mấy chị ơi. Nơ tím. À, nơ tím nha. Tháng thỏ sao chị, đơn của chị để cho chị Mỹ Thọ ghi lấy mà chị cẩm. Đơn của chị em thấy để chị Mỹ Thọ lấy mà. Hay là giờ ship ra cho chị hay sao chị yêu? 35kg không có em ơi. Mấy bữa em thấy chị Mỹ Thọ lấy, bây giờ ship cho chị hay sao? Rồi nơ hồng 23kg cho Phạm Thanh Tuyền. Có áo khoác bé 8kg nha. Rồi em có nơ tím nè nha. Nơ tím nè, tậu chưa? Mã nơ tím nè. À, áo này 35kg không có nha. 8-22kg thôi. 8-25kg thôi. Nơ hồng 23kg cho Phan Truyền Thu nè. Rồi nơ xanh nè. Áo đó 26kg. 26kg sợi chặt đó chị ơi. Mã nơ vàng 18kg cho em Thương Nguyễn. Nơ vàng 12kg cho Thơ Phan. Nơ hồng 8kg cho em Thanh Tuyền. Có đồ cho bé 7kg có nha. Nơ xanh 16kg cho em Thảo Ly. Có ở con Khang 27kg. Không nha, 27kg không có. Nơ vàng 12kg mấy chị yêu chốt một lần thôi nha. Chốt một lần em thương đẹp tới. Áo dễ thương quá, dễ thương lắm. Có đẹp bé khác hồi khác hồi trưa không em? Có nha, nơ hồng 8kg đâu. Mấy chị đừng chốt lại nha. Em chốt lại nè, em đẹp lại nè. Mã nơ vàng nè, em qua mẫu nè. Nơ vàng nè, nơ xanh nè.
Rồi nơ tím 28 cái không có, nghe kỹ số ký giùm Thiên nha mấy chị yêu ơi. Nơ hồng, nơ vàng chốt rồi Thơ Phan ơi, chốt một lần thôi làm Thương bóc tới. Mấy chị chốt kèm theo số ký giùm em nha. Rồi nơ tím, em có một cái nơ hồng đậm nữa. Thơ Phan chốt một lần thôi em, chị nhìn thấy mà. Đừng có chốt nhiều quá chị bấm dư tội nghiệp. Rồi nơ hồng đậm nữa nè, tạo ghê mấy chị ơi, áo dễ thương quá luôn, sao mấy chị chốt yếu vậy ta. Nơ xanh 8kg cho Kim Tiến. Nơ vàng 14kg cho Nguyên Lê. Rồi nơ hồng đậm, hồng đậm không nha chị ơi. Nơ tím, chạy cho nhanh cho rầu. Rồi nơ hồng nhạt, nơ xanh, nơ vàng. Rào em qua mẫu, mấy chị chốt đi em qua mẫu nha. Áo mặt cưng lắm lần á. Rồi đây là mã lá sen. Lá sen nè, lá sen hồng nhạt, lá sen hồng nhạt, lá sen vàng, lá sen vàng. Rồi lá sen hồng đậm. Sen hồng đậm ra kia kiếm thử đi nha, bỏ bị đang nghe nó kêu em. Lá sen xanh. Nơ hồng 22kg cho Kim Tiến. Nơ vàng 14kg cho chị Nguyên Lê rồi nè. Em có áo nơ hồng không? Nơ hồng có sao Phát Kho ơi? Phát Kho chốt áo vàng không à. Rồi nơ hồng 20kg cho Phát Kho. Đẹp. Phát Kho chốt mình lại cái Phát Kho ơi, cái đó ẻ ẩn không, mình không có thấy Phát Kho ơi. Nơ hồng 22kg cho em Kim Tiến. Chị có 20kg nha. Em sợ chị không thấy, không sao đâu. Nơ hồng đậm bao nhiêu ký chị Lâm Trường ơi? Nơ hồng đậm 17kg cho Thảo Lê. Nơ hồng nhạt kèm theo số ký cho mấy chị yêu, chốt kèm theo số ký cho. Không chốt kèm theo, không có sai 30kg nha. Không có số ký là em Thương chịu thua á. Mấy chị chốt kèm theo số ký để Thương bóc sai cho nha. Có nha Thương Nguyễn ơi, có nha. Mấy chị mà chốt không có số ký, không có số điện thoại là Thương không có chốt đơn được đâu. Mấy chị khách lạ, có chị Lâm Trường gì đây nè, mấy chị cứ chốt đi. Có là em Thương đẹp, có không là em Thương đẹp không. Mấy chị đừng có chốt hỏi có không, có không là Thương một mình Thương trả lời không có kịp. Rồi chốt có chị Phát Kho nha mấy chị. Nơ hồng 20kg nha. Em có áo nơ hồng rồi nha Thanh Tuyền ơi, Thanh Nguyên. Em có áo nơ hồng 8kg rồi nha. Áo Thương mặc có bán, áo len Thương mặc có bán. Thương còn nhiều áo len đẹp đẹp không em. Đổi vàng lấy hồng, hạn chế đổi giùm Thương nha. Hạn chế đổi giùm Thương mấy chị yêu ơi. Rồi em qua cái ri hồng này. Em qua cái ri hồng này là đi từ size 8 cho tới 20kg, 25kg nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó còn tới 20kg thôi. Chị lên số ký đi, chị Lâm Trường lên số điện thoại đi chị yêu. Chị chốt chưa có số điện thoại mà em thấy chị đổi 3-4 lần luôn á. Ok chị Lâm Trường nè. Lấy hồng nhạt 20kg thôi. Chả biết cái mã nào nữa. Mã này tậu quá mấy chị ơi. Khung đẹp cực kỳ luôn á. Không có áo 30kg nha. Rồi áo này đi từ ri 8 cho tới 20. Em còn 8 cho tới 20kg nha. Tậu quá. Chốt áo là chốt cho em là mã rút đi. Mã rút nha. Chốt cho em mã rút tậu nghe. Mã rút nha, có quần ring. Có quần ring. Còn khăn bự nha, ý hình như còn khăn bự nha. Còn khăn tém nha. Ghi kỹ số ký giùm em nha mấy chị yêu ơi. Rồi mã nơ đây từ 8 cho tới 20kg. Chốt em mã, quên cơ mã. Để ri hồng đó cho chị. Ok chị nghe nè, ri hồng cho chị nghe nè. Ri hồng này tậu quá. Ri hồng cho chị nghe vỏ nè. Đồ bé không nhân em yêu. Mấy chị bình tĩnh, em dơ cái áo lên là em sẽ giới thiệu. Khỏi mấy chị hỏi đi hỏi lại mấy công nó phiền nó. Rồi mã rút thân hết rồi nha, nhưng qua mã khác cho. Có nào em? Để nào nó sai lớn không em? Mấy chị cứ từ từ em lên số ký nha mấy chị. Em dơ một cái đồ lên em giới thiệu xem cái mấy chị chốt, khỏi phải hỏi đi hỏi lại mấy công mấy chị yêu. Xe chín
Ba bà dùm chè chút con nha Nghiệp. Chè chín rồi. Cho bộ mi ra đây nha. Đẹp cho cái áo nam để nha. Đẹp cho cái này. Đây để chín. Cái áo nam để lên. Rồi 333 ngàn, 333 ngàn. Mấy chị hỏi nhiều quá, em mà bớt đã lời lại. Nhưng mấy chị có một mình em mình nhiều quá. Rồi cho em mã gấu đi. Mã gấu. Mã gấu có hình con gấu đi. Cho em mã gấu. Mã gấu còn chân váy. Mấy chị ơi bình tĩnh rồi em lên từng món được không mấy chị ơi. Bình tĩnh chờ em lên từng món nha. Áo cô đang mặc còn không, để cho mẹ con một cái. Còn nha, áo lên cô mặc nhiều lắm. Rồi mã này mã gấu. Mã gấu đi từ ri bao nhiêu. Mã gấu hiện tại bây giờ là em còn ri từ 20kg đổ lại chưa. Mã gấu em còn ri rào gấu 17kg cho không em không em. Chốt lại đi cho nó nhanh mấy chị yêu. Gấu 17kg cho không em không em. Gấu 17kg cho không em không em. Đưa chồng chị Tháo một chút. Anh ơi Tháo tiền giùm em cái 330. Rồi gấu 12kg cho Ví Phan. Gấu 12kg cho Ví Phan. Rồi gấu cho chị Nga. Còn này gấu cho chị Nga nữa là hết. Gấu còn có 2, có 2 con này. Gấu cho chị Nga nữa là hết. Để có bé đây. Để 18 thấy không đây. Giờ nó lộn xộn quá chị không thấy đường hay chưa. Có chứ mà giờ nó lộn xộn xà quần quá. Ừ. Mã gấu hết ba nha. Rồi áo khoác cho bé trai nè. Áo khoác dù cho bé trai em có size từ 30kg nha. Tàu lên đó chị ơi. Khoác dù cho bé trai là 89.000 một áo nha. Khoác dù cho bé trai là 89.000 một áo. Con gái chị mặc nha. Áo chị mặc là dạng áo mỏng quá nha. Ai mặc được áo mỏng thì mặc. Chưa để rồi mấy công nha. Áo mỏng nè. Đó. Mà form nó là dài rộng nha. Thương liệt vô á. Áo thương đang mang đó. Nó mỏng nha. Ai chốt áo đang mang thì chốt em áo đang mang. Sâu 9.000. Gấu hết. Áo đang mặc sâu 9.000. Rồi khóc đỏ cho bé trai. Em có size 30kg đổ lại. Khóc đỏ cho bé trai em còn size 30kg đổ lại nha. Mấy chị yêu chốt khóc đỏ cho bé trai đây. Khóc đỏ cho bé trai 89.000. 89.000 em có khóc đỏ cho bé trai 10kg cha. 10kg rộng mất đây chị ơi. Form này phải 18kg đổ lên. Khóc đỏ là form 18kg đổ lên mấy chị yêu ơi. Khóc đỏ form 10kg, 18kg đổ lên giùm em nha. Chút có 10kg chờ xíu qua ri khác. Để chị áo em mặc ok chị Hằng Nguyễn nha. Áo em mặc mỏng lắm đó nha. Lỡ mấy chị chìm không thích mặc cái kiểu này là mấy công á. Áo thương là dạng lên đan á. Nó mỏng mỏng mặc rất là đẹp. Nè thương mặc nè. À, Hàng Nguyễn nè. Áo đang mặc cho Hàng Nguyễn. Áo thương đang mặc còn nhiều lắm mấy chị yêu. Nhiều áo lên đẹp lắm. Ok chị yêu. Rồi khóc đỏ. Em có size từ 18 tới 30kg nha. Chúc em mặc khóc đỏ nè. 89.000 nha. Khóc đỏ là 89.000. Em có khóc đỏ nè, khóc màu đen nè. 89.000 em có khóc đỏ, khóc đen. Nè. Đó, em có khóc đỏ, khóc đen nha. Khóc đỏ, khóc đen. Em có khóc đỏ, khóc đen nè. Cho bé trai. Khóc cam em còn một con duy nhất. Khóc đen, khóc cam em còn một con duy nhất size này 18kg. Khóc cam em còn một con duy nhất size 18kg 89.000. Khóc bé trai 30kg cho em Trung Trương. Trung Trương khóc bé trai 30kg cho em Trung Trương. Lấy màu đen cho chị nha chị yêu. Khóc đen hay đỏ. Khóc đỏ không có 37kg. Khóc đỏ cho bé trai 28kg cho em Phương Lê. 28kg cho em Phương Lê. Số 9 với số xéo dễ nhìn lộn. Ai số 9 Phương Lê. Bước lên bầu trời mong. Ba bể không có.
khóc đỏ 15kg cho hàng mi. Có khóc 15kg có em chờ xíu. Thùng nước giặt của mình chưa? Thùng nước giặt chưa gửi? Có em gửi chung nha chị yêu. Có em gửi chung. Rồi khóc tím cho bé gái. Ủa ngoài đó, ba ở ngoài đó còn áo khóc không con? Sao ôm vô cho bị con? Còn để mình like xem rồi mình tự ôm cũng được. Khóc đỏ. Em có khóc đỏ, khóc đen nha. Khóc đỏ, khóc đen, khóc cao mà khóc riêu. Rồi chị lên nhà lái dạ ok chị yêu. Khóc đen 27kg cho chị Long Bích. Khóc đen 27kg cho chị Long Bích. 27kg cho chị Long Bích. Còn nước chạc mai về mấy chị yêu, nước chạc chắc mốt về tới mấy chị săn mốt. Săn mốt hoặc là tâu mai là tới. Trời nước chạc mê mất mà. Chạy là tới chở về một phần một toàn là chở, chở thêm không rồi. Nước chạc mê mất. Rồi em có xanh riêu nữa nha mấy chị yêu. Em có mèo xanh riêu nữa nha. Khóc đó em có mèo xanh riêu nữa. Mèo cam, mèo đỏ, mèo xanh riêu. Lên đồ nữa đây chạy từ từ chứ, bình tĩnh chứ. Chị qua từng món cho em. Ừ chứ. Có nhiều người xem mà, chị qua từng món chứ. Xanh riêu. Có bé 8kg có em yêu. Kim Tiến ơi, đi ra nhận quà không? Xanh riêu, xanh riêu. Rào em có cam nè, đỏ xanh riêu. Có bé gái là em còn đỏ và nè hồng. Phôm 30kg đổ lại. Rồi 89.000 luôn nha. Lấy cho em có 15kg, chơi chị xíu, chơi chị xíu. Qua mẫu đàng hoàng. Có áo nam size XL mèo vàng không? Là áo nam chuẩn bị về nữa, chị yên tâm mua, chuẩn bị size số với chồng mình đi rồi mua. Rồi khóc cho bé gái, hàng này có lớp lông bên trong nha. Hai khóc đỏ 28kg và 18kg ok em hình ngăn. Hai khóc đỏ 18. Bán size số nhỏ nhất. 18kg áo khóc đỏ. Sao nào? 18kg. Em đang chốt bé trai đó phải không em? Rồi mấy chị chốt bé gái để nó phân biệt nha. Còn một cái áo khóc đỏ size nhỏ đó nào. Cứ cho hình ngăn đây cái đã. Rồi bóc nha. Khóc đỏ 25kg là bé trai đó phải không? Bé trai phải không em yêu? Thanh Thanh Phương khóc đỏ cho bé trai này 25kg này. Khóc đỏ cho bé trai này. Rồi hai khóc riêu cho chị nghe. Hai khóc riêu cho chị nghe. Có ai bé gái qua mà cái ai Mỹ Lân Minh Khánh ơi. Nghe, ai khóc riêng cho chị nghe. Ai cứ nhỏ nhất cái hình nhân đây. Ai khóc riêng cho chị nghe bỏ. Bầu trời nhìn trên cao ngôi sao lấp lánh. Khóc bé trai nha chị Thầu 89.000 nha. Con chở thùng nước giặt bữa giờ mì đặt chưa cô? Chưa. Áo riêng chưa về. Áo riêng là mai có rồi nha mấy chị. Áo riêng có rồi. Rồi áo bé trai đây em Xuân Mài Lâm ơi. Bé trai đây chờ chị còn cam. Chị còn cam và đen. Một con cam duy nhất size 18kg nè. Đó. Có lớp lông bên trong nha mấy chị yêu, ấm cực ấm cho bé nha. Hàng này, đó. Khóc đỏ 29kg bé trai bé gái chị ơi, khóc đỏ 28kg rầu, chị lấy cho em rầu. Rồi bây giờ. À, giỏi á, rầu rầu. Chốt bé gái à, chốt em bé gái, bé gái. Bé gái. Tạo lên, ấm lên mấy chị yêu ơi. Rồi bé gái em có đỏ qua hồng. Đỏ qua hồng. Bé gái em có đỏ và hồng, bé gái em có size nhỏ nè. Đây là chốt bé gái, chốt em bé gái. Rào chị chốt em rồi. Khóc 89.000 nha, 89.000. Rồi bé gái đỏ, bé gái hồng. Bé gái đỏ, bé gái hồng. Đồ còn nhiều lắm, mấy chị cứ bình tĩnh từ từ. Chị phát ho chốt lại đi chị ơi, bé trai bao nhiêu ký, khóc mèo gì luôn chị yêu, khóc đầy đủ và giùm em nha. Còn bé gái nè, chốt em bé gái đỏ và bé gái hồng. Đẹp giả mang. Bé gái đỏ và bé gái hồng nha. Đó, cậu lắm.
áo bé bao nhiêu vậy? 89.000 nha. Ừ, là của em hai cái chị biết rồi. Rồi em còn duy nhất một con áo cho bé gái lớn nè. Bé gái lớn, bé gái là 35-40kg luôn, 45kg luôn á mấy chị yêu ơi. 4X là 45kg mang được luôn, 89.000 luôn. Đó, mình mấy chị mà nhỏ nhỏ con ốm ốm mặc cái này cũng được luôn á mấy chị ơi. Đó, 89.000 luôn, hàng có lớp lông bên trong, duy nhất một con mèo tím. Rồi chốt em mã tím, chốt em mã tím, khóc bé trai đen 25 và 35kg. 35kg không có chị Linh ơi, còn 25kg chị yêu lấy không ạ? À? Chị yêu lấy 25kg không chị ơi? Chị lấy 25kg không? Rồi qua bé trai. Ui, sao ngứa đầu dữ? Bé trai khóc đỏ 29kg, ok chị yêu. À khóc đỏ hết mất rồi chị yêu ơi. Mèo đỏ hết rồi chị Phát Hoa ơi. Bé trai 35kg thương hết. Bé gái lớn cho Phan Truyền Thu. Bé gái lớn nào mà 89.000 là bao hời luôn nè. Còn duy nhất một con. Khóc tím nhiêu ký em hết mất rồi chị yêu ơi. Hồng bé gái 26kg cho chị Long Bích. Chị Long Bích ơi. Ờ chị Long Bích có số điện thoại với nhà em rồi phải không chị? 26kg cho chị Long Bích. 26kg cho chị Long Bích. Chị nói tắt cười quá cứ dơ lên kêu tèo que là mắc cười à. Chị nói tắt cười quá cứ dơ lên kêu tèo que là mắc cười à. Là tèo vậy em. Lên mèo đen cũng được. Dạ ok chị Phát Hoa mèo đen. Tím số 8 hả chị yêu? Rồi tím số 8 cho chị gái Trần. Tím số 8 cho chị gái Trần. Mèo tím số 8. Mèo tím. Cái mèo tím kia hết rồi chị yêu. Đây mèo hồng chứ? Mèo hồng số 8 phải không? Chị lấy mèo hồng số 8 phải không? Mèo hồng chứ? Áo tím hết rồi mấy chị ơi. Bé trai 25kg mèo đen cho chị Kim Linh. Lê Thị Kim Linh. Mèo đen 25kg cho chị Lê Thị Kim Linh. Và một cái 20kg cho chị. Cho chị Heo Sắc Hoa. Ok chị Sắc Hoa. Em qua ngọn ốc hót nữa rồi mình hãy lên đồ luôn. Mình hãy lên đồ luôn. Đồ còn nhiều lắm mấy chị bình tĩnh. Có chân váy, chân đồ tràn lan rồi. Có váy xếp lộn xộn nữa. Nhiều lắm em chỉ sợ em la không nổi thôi chứ. Còn nhiều đồ lắm mấy chị yêu ơi. Áo khoác hồng bé gái 15kg 2 cái. Ok em Phan Thị Tuyết Trinh. Áo khoác hồng 15kg 2 cái cho em Tuyết Trinh. Ngồi trên cao như sao lấp lánh, em bước theo tay sao không rời. Tiết Trinh có áo khoác hồng bé gái 28kg. Có áo khoác không ngủ không chị? Có áo khoác không ngủ em còn áo phao mấy chị, nếu bé nào ba mấy ký mặc áo phao cũng được á. Rồi em còn bé trai nè. Em còn khó kia nữa, chờ thêm xíu. Có phao cho bé nữa. À, trời ơi, nó tậu quá chứ. Cái thử hàng này giá nhiêu quên cái giá mất mấy chị ơi. Chờ em xíu cái để rồi. Bán tầm bậy tầm bạ cái rồi. Rồi mắt không ra mắt mà rỉ không ra rỉ nữa. Chờ em xíu, coi nhanh lép. Áo trai gió nhỏ. Rào, áo trai. Áo trai gió nhỏ 65 ngàn nha mấy chị yêu dấu. Áo trai gió nhỏ, chị cho em xem áo khoác bé gái 16kg. 16kg rồi chị còn mèo đỏ nè, bí tạo lên hồi bữa em lấy về mình bí chặt. Ờ à, đây nè em yêu. Chị còn mèo đỏ với mèo hồng. Chị còn mèo đỏ với mèo hồng nè, ấm lém hàng hai lốt. Chị còn mèo đỏ với mèo hồng nè Thư. Có áo thun bé trai rồi nhiều lắm, bình tĩnh từ từ em thun lên đầy đủ nha mấy chị yêu. Chị còn mèo đỏ với mèo hồng nha, có size cho con em á. Hàng bên trong có lớp lông. Rồi áo khoác cho bé trai nè, tậu chưa? 65.000 nha. 65.000. Thương lắm mấy chị yêu ơi. Tậu xương nhăn. Size nhỏ thôi. Chị nào có con size nhỏ không để chốt đâu. Số 1. Số 3, 65.000 thôi nha. Tậu số lớn nhất như ký. Rồi, bé trai, chốt cho em mã bé trai xanh riêu.
lớn nhất đến 18 kg. Mấy chị ơi, size này nhỏ dữ vậy ta, nó một bao nhiêu ký đây? Tội chứ, 12 kg cho ta 18 kg. Mấy chị ơi, rồi 65.000 nha mấy chị yêu, 65.000 chốt cho em mã là 65.000. Tậu quá. Rồi riêu nha, chốt em mã riêu 65.000. Riêu 65.000. Riêu 65. Bộ là hiện tại giờ chị không có bộ, chị có đồ lễ đi chơi cho bé. Đồ lễ đi chơi thì không có bộ, chị không có bộ. Riêu này em có xanh đen nữa nè. Áo khoác bé nam 25 kg. 25 kg cái mã nó không được. 25 kg mã nó không được Ngọc Ánh ơi. Ai số mấy vậy ta? Số 3. Số 2. Số 6. Nhỏ. Ủa, cái áo khoác này kèm cái túi đó mà, cái túi đó hè. Có cái áo kèm túi. 12 kg và 30 kg có. Nhưng mà riêng rỉ cho đi kẹp thì không được. Cái áo con này có túi luôn mấy chị ơi, có túi đi kèm luôn. Có được con này có túi đi kèm. Con này số 7, áo gió Việt. Số 7 nè, 65.000 luôn, đã ăn tậu mấy chị, có túi đi kèm nữa nha. Mua về Tết giá nó mặc đi lì xì, đựng tiền. Được hai con có túi mấy chị, được hai con có túi. Hai con có túi là size số 3 là 15 kg, với lại số 7 18 kg. 18-20 kg. 18-20 kg. Rồi chốt em mã túi nha. Mã túi em có 15 với 18-20 kg, kèm theo cái vi túi nữa nè. Tạo chưa? Túi được hai con, 65.000 luôn. Mã nào 25 kg không có. Có cho thùng nước giặt. Nước giặt mai về luôn, Thương chốt lại nha. Hôm bữa chốt like thì Thương còn giữ giấy đây. Mã Việt. Cái này có túi. Ai có túi, con nào có túi thì nhờ nha mấy chị. Con này thiếu túi không? Cái túi của con này đâu? Rồi em có xanh đen nữa, em có xanh đen nữa. Tậu quá mấy chị ơi, 65.000. Á túi 18 kg cho chị Long Bích. Á túi 18 kg cho chị Long Bích. Rồi em có mè xanh đen nữa nha, mè xanh đen nữa. Có cái túi tậu ơi là tậu luôn mấy chị yêu. Á đang mặc có không? Á đang mặc có không Thương? Á đang mặc hồi nãy có người lấy mấy chị yêu ơi. Á đang mặc có người lấy, hàng lên em còn nhiều lắm mấy chị yêu. Cho một thùng nước giặt để mai. Rồi em có mè xanh đen nữa nha. Hồi nãy mấy chị đâu chốt con trai nhỏ nhỏ ký gì đâu. Có mè xanh đen nữa nè. Tậu quá. 65.000. Em có mè xanh đen nữa nha. Có trong vé ring. Có size nhỏ cho bé gái đi. Like cái này mấy chị hỏi kia, like kia mấy chị hỏi cái nọ, em cũng bị rối nặng luôn. Xanh đen 13 kg cho em kim đi trần. Xanh đen 13 kg cho em kim đi trần. Để mai lên mua sale, mai lên mua là hết đấy, em Bạch Dương ơi. Hàng em bé, hàng có size mà em chờ lên cái nhà mua là hết size con em chứ có đó. Lấy bé, lấy em áo trai hơn 15 kg nha. Ok em Phan Hiền My. 15 kg hơn cho em Phan Hiền My. Áo khóc bé gái bao nhiêu vậy? Áo bé gái 89.000, áo này 65 nha mấy chị yêu ơi. Rồi em còn mè xanh nước biển. Em còn mè xanh nước biển nha. Với mèo đen. Mè xanh nước biển với mèo đen. Còn xanh nước biển với đen. Hồi nãy chị lấy em áo khóc kìa mà bây giờ đổi nữa. Em chịu thua mấy chị ơi. Đổi là em chịu thua thiệt. Đổi là em chịu thua. Với lại khóc con chị 27 kg. Mấy cái này đâu có mẻ đâu mà đổi chị em. Xanh đen có 22 kg không? Xanh đen không có 22 kg nha. Nước giặt để mai về rồi em chốt xe nha mấy chị, chứ không giờ em không nhớ nổi. Mai về nữa rồi em chốt. Mai
mai về nữa rồi em Thương chốt. Lên bầu trời có gái cho bé nhỏ đây. Con gái bé nhỏ quá trời trời lên con gái pha đây. Đây 15 kg nó lại khóc phao ở trong có lông luôn trời ơi. Không đừng có nói cái độ ấm của cái áo này đi mệt tậu lắm nhận á. Rồi áo đỏ này đỏ bên ngoài tậu lắm nhìn là muốn mua luôn á. Cái áo đang mặc để chị cái áo đang mặc hết đó chị yêu để có người chốt đó này. 14 kg mèo xanh đen nam. Ok xanh đen nam 14 kg cho em Dương Nhật. Xanh đen nam 14 kg cho em Dương Nhật. Đồ em để mai xuống nha. Bắp anh răng mai chưa về im mốt nó mới về kịp. Mốt xuống lấy rồi lấy luôn. Có xanh riêu bé trai 10 kg hệ trăng. Xanh riêu bé trai 10 kg lên số thọ cho Thương với hệ trăng ơi. Xanh riêu bé trai 10 kg. Đỏ bé gái 14 kg cho em Bảo Trăng. Rồi 89.000 con áo nó mấy chị ghiền luôn. Về cái áo màu bé nó mấy chị ghiền luôn. Bảo Trăng đỏ tàu lên con em cũng tàu con đi hẹp hổm đi ấm đã đây. Bảo Trăng áp ha 89.000 em yêu bé trai 24 kg chỉ còn mèo đen đi sao em đen còn không đi hẹp trăng rau con có áo khoác ring cho bé lớn rồi luôn rồi mấy chị ơi nhiều lắm. Áo khoác ring 89.000 sao là 25 kg đó lại này. Rồi áo hồng cho bé size này là size M tầm 15 kg đó lại. Từ từ đi em chờ gì xíu thấy bình luận em rầu chốt hàng cho em rầu mây ơn. Rồi áo phao hồng cho bé 89.000. Phao hồng cho bé nha. Phao hồng cho bé size 15 kg đó lại. Phao hồng cho bé size 15 kg đó lại. Rồi hồng đậm cho bé size 15 kg đó lại luôn. Hồng đậm cho bé size 15 kg đó lại. Áo khoác riêng bé 22 kg. Ok em Phan Thanh Tuyền khoác riêng bao đẹp luôn. Đỏ nãy giờ có một cái đó chứ đỏ là nữa đâu mà đỏ trước. À em lấy cái đỏ đây hả? Lấy đỏ đây. Con đi ra đi con. Đi bố ơi. Sao để nó vô đây vậy? Ê ê ê. Không nhẹ 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 chút. Ấn nào Ấn đó. Đừng, nó đừng có đá nha. Mẹ đây. Chi Chi Bà ơi. Bà Trâm tìm ra cái khóc đỏ đây hả? Chú Bà điện thoại đây. Khóc đỏ đây hả em? Ok nhớ lại. Khóc điện thoại đây vậy. Khóc đỏ đây không? Em nói khóc đỏ đây. Đỏ gấu đây không? Nếu ơi thì lấy đỏ gấu với chị nha. Có lẽ bé trai chờ thương xíu. Áo ring đa trai gái đều mang được hết em yêu ơi. Đỏ lót lông. Ok Bảo Trăng. Bảo Trăng là đỏ lót lông. Ok em yêu để chị đảo qua. Bảo Trăng là đỏ lót lông. Rồi ai lấy phao thì lấy phao. Chuẩn bị lạnh thú hồn rồi mấy chị ơi. Rồi hồng nhạt. Chốt em mã hồng nhạt. Rồi con phao vàng nam nữ đều mang được. Phao vàng size 15 kg lại nha, phao còn size 15 kg đó lại. Rồi pha xanh size 18 kg. Pha xanh. Pha xanh. Này đẹp quá. Ok em. Con này quá đẹp luôn rồi mấy chị ơi. Size này 13 kg nè. Đó, chốt em mã size S, mã size S. Con này size L 15 kg. Size L 15 kg đó lại. Chốt em mã size L. Rồi qua áo lỉ nha. Sơ mi nam trước đây. Pha xanh cho em Dương Yến. Pha xanh cho em Dương Yến. Rồi bây giờ em qua tới sơ mi.
2XL. Tàu á mấy chị co giãn luôn mấy chị ơi, chắc co giãn luôn. Tàu ghê luôn á, size 3X. Rồi em giờ có size sơ mi đỏ, sơ mi đỏ em coi thử size từ bao nhiêu ký tới bao nhiêu ký đây. Sơ mi thôi bây giờ lấy đại đi, sơ mi ngẫu nhiên đi nha mấy chị, khỏi chọn mèo. Giờ chốt sơ mi số ký đi. Em chốt đại đi chứ giờ không chọn mèo nữa nha. Cho nó nhanh đi, có 3 mèo giống mấy không? Mèo nào cũng đẹp. Rồi sơ mi em có size 18 tới 30 ký hả? 18 tới 30 ký. 18 tới 30, chốt đại nha, em bóc đại. Đúng size thôi nha. Cái áo khoác lót lông 30 ký. 30 ký lót lông chị hết rồi. Chị đổi em rào 15 16 ký một size đó thôi em yêu. Rồi sơ mi nam em bóc đại có 4 màu. Đó, sơ mi 29 ký cho chị phát hoa. 29 đỏ cho chị phát hoa tậu ghê mấy chị ơi. 29 ký đỏ cho chị phát hoa chắc coi giảng luôn nha. Rồi mấy chị chốt sơ mi đi. Sơ mi kèm theo số ký thương bóc size cho. Áo ao luôn nhỏ sao ao người lớn trời. Cái áo dạng hỏi ao người lớn. Sơ mi, sơ mi tàu ghê mấy chị ơi, chắc coi giãn luôn. Chắc coi giãn, trời ơi nó tàu quá chứ. Tàu tới 32kg nha. Size từ 18 tới 32kg. Rồi sơ mi 20kg cho chị thương hoa kim. 20kg, 20kg cho chị thương hoa kim. Sơ mi 25kg cho em Thanh Thanh Phương. Sơ mi 25kg cho em Thanh Thanh Phương. 25kg, 25kg cho em Thanh Thanh Phương. Dài tay nha. 35.000 em Thơ Phan. 29kg cho Hà Lê. 29kg cho Hà Lê. 35.000 nha. Giờ em mới coi chị lên đồ gái chưa? Chưa em yêu ơi, để về má lên áo khoác này. Chị bé cầm đơn em coi cho chị. Ừ mai bé nó cầm đơn nó chụp hình cho em nha. Chị còn áo thun nam sơ mi 18kg cho Dương Thảo. Sơ mi 18kg cho Dương Thảo. Có kiểu khác không? Lên từng kiểu mấy chị hỏi chi cho nó mệt mấy chị yêu ơi, từ từ lên từng mẫu nó có hết á. Rồi sơ mi, ai chốt sơ mi là có sơ mi nha. Ai chốt sơ mi là có sơ mi. Sơ mi tậu ghê mấy chị ơi. Sơ mi size lớn này chắc coi giãn luôn. Chắc coi giãn. Sơ mi đen 25kg cho Thơ Phan. Chọn đại chứ không biết đen đỏ gì em ơi. Đâu có mèo đen đâu, nãy em chốt sơ mi đen 25kg cho Thơ Phan. Rồi sơ mi chốt em mã sơ mi nha. Sơ mi à, cái túi của áo có size lớn không thương? Size lớn là size nhiêu em nói số ký á mấy chị yêu ơi, em nói số ký á mấy chị ghi giùm em với. Rồi áo đỏ, áo đỏ cho bé gái. Ôi, áo đỏ tàu chứ. Áo đỏ form baby doll cưng quá mấy chị yêu ơi. 8 cho tới
Sơ mi có 35kg không? Có. Sơ mi có 35kg nha. Rồi tám cho tôi 25kg. Chúc em mã áo đỏ. Áo đỏ cho bé gái form babydoll này tạo ghê. Áo đỏ cho bé gái form babydoll. Đó sao mặt em nhìn nó bự vậy ta? Sưng sưng. Áo đỏ nha, áo đỏ cho bé gái. Áo đỏ cho bé gái. Để đỏ cho chị lấy nguyên ri đỏ hả? Ok chị. Đỏ cho chị nghe vỏ. Áo đỏ 12kg hết rồi. Rồi vàng. Vàng rút còn có mấy con này. Tạo ghê mấy chị ơi. Vàng rút cưng quá. Vàng rút chốt cho em mẹ vàng rút nha. Vàng rút còn có 3 con thôi. Vàng rút. Vàng rút áo đỏ hết. Vàng rút chốt cho em mẹ vàng rút. Áo đỏ còn quà kia không ta? Bo lượm đồ vô cho Mỹ cái con. Đồ nào cũng được, sắp đại vô cho Mỹ. 35.000 em ơi, giá em có ghim á mấy chị ơi, combo 100.000 á. Ờ. Hàng không, sách hàng phía bên cái ghế gỗ con. Vàng rút 12kg đi chị con. Chứ chỗ để con sách là cái nào? Nói thì nói mà cứ kêu cái tên quay gì nè. Vàng rút 12kg hết size rồi em ơi. Chỉ còn size cầm 15kg đó lên. Áo đỏ hết rồi. Nói thì nói cứ xem cái tên quy mà gì Mỹ dặn cái gì là không có chuyện gì đâu. Vàng rút 18kg chút cái chị Long Bích. 18kg chút cái chị Long Bích. Đủ chưa? Quay động tay lên tim của Mỹ. Đủ chưa? Rồi, nghỉ đi. Mỹ like xem mà Mỹ được hô đi. 18kg chút của chị Long Bích. Vàng 20kg em hết size nha. Vàng 18kg chút của chị Long Bích. Việc đi đơn hay chưa chị không biết được. Em yêu ơi, chốt rồi chốt rồi. Còn đi đơn hay chưa bé Liễu nó biết. Chị không biết được. Vàng 20kg hết ạ. À. Giá em có ghi mà mấy chị ơi, 100.000 ba món á. Áo đỏ 9kg hết mất em ơi. Em còn vàng tạo ghê. Vàng. Em còn hai con vàng này. Rồi đồ cho bé Nam. Áo cho bé trai nha, đi từ 18 cho tới 35kg. Áo vàng cho bé trai đi từ 18 cho tới 35kg là có size. Áo vàng cho bé trai. Rồi chốt em mã vàng trai. Rào xa 35kg có người lái đúng không? Còn. Vàng 15kg không có được đâu em yêu. Vàng 15kg vàng cho bé gái hay là bé trai vậy Lê Thùy ơi? Vàng bé trai nha mấy chị ơi. Vàng bé gái không? Em chốt vàng bé gái không? Lê Thùy con không gái? Vàng bé gái chốt cho Lê Thùy. Rồi vàng bé trai. Vàng gấu hết rồi em yêu. Thanh Nguyên ơi, vàng gấu hết rồi em gái. Vàng cho bé trai 29kg. Cho chị Ha Lê 29kg chốt cho chị Ha Lê. Vàng bé trai 29kg cho Ha Lê. Bị đâu ha. Còn áo khoác cam sao bí liễu nó bỏ đây ta. 29kg cho Ha Lê. 29kg cho Ha Lê. À, vàng 30 và 25 có không thương chốt đi đừng có hỏi Ngô Bách Lê ơi. Bà chốt tôi có, tôi chốt không có thì thôi à. Vàng bí trai 35kg cho My Nguyễn. My Nguyễn lên cho thương xin số họ đi My Nguyễn ơi. My Nguyễn lên cho thương xin số họ nha. My Nguyễn lên số họ nha. My Nguyễn lên số họ. My Nguyễn lên số họ. Vàng bé trai 35kg cho Chi Nguyễn.
Hoàng bé trai 35kg cho Chi Nguyễn. Hoàng bé trai 35kg cho Chi Nguyễn. Vàng 26kg cho em Hình Thiệp. Vàng 26kg cho em Hình Nghiệp. Vàng rút 16kg cho em Hiên Võ. Vàng rút 16kg cho Hiên Võ. 26kg chốt cho em Hình Thiệp. Cho Hình Thiệp 16kg chốt em Hiên Võ. Vàng bé trai 35kg hết rồi chị Yêu Mẫn Thành Thu ơi. Mấy chị chốt đi, có thì em bóc cho mấy chị hỏi em trả lời chị chốt lại, người khác nó đã chốt mất rồi nha. Áo sơ mi phía sau bao ký hương 35.000, vàng bé trai 25 và 35kg, còn 25kg hết 35kg nha mấy chị ơi. Vàng bé trai này đẹp chưa? Vàng bé trai, chốt cho em mã vàng bé trai. Vàng bé trai quá đẹp. Chốt em mã vàng bé trai. Rồi ai chốt vàng bé trai, chốt vàng bé trai. 32kg hết rồi con. 32kg. 32kg hết rồi con ơi. Rồi đỏ chữ chù nó tậu chứ mấy chị yêu ơi. Khép vai nữa chứ, coi tay của bạn đi. Coi tay này tậu chưa? Nhìn cái tay áo cưng dễ sợ mấy chị ơi. Sắp ly viền bài bản không? Chắc giải đẹp lắm nha mấy chị ơi. Hàng này em lấy 28.000 bán 35.000 chứ mà hát lấy mười mấy ngàn về bán 35.000 cho mấy chị yêu đâu. Tậu quá chân luôn này. Cưng quá. Cưng dễ sợ luôn á. Rồi đỏ. Vàng bé trai 30kg thương hết rồi nha. Vàng bé trai 20kg cho chị Thương Ho Kim. 20kg chúc mấy chị Thương Ho Kim. Cho em coi áo phía sau chị. Vàng bé trai 28kg để em coi thử còn 28kg. Áo phía sau chị nha. Bắt ngẫu nhiên. Vàng bé trai 28kg. Hết số 20. Số 18. 28kg số 18 sợ hơi nhỏ. Cô ơi bo. Cô Ba mày nói này con. Sao mẹ? Cậu áo đang mặc cái áo này cho mẹ coi ta. Cho mực. Đỏ 24kg cho chị Bảo Hằng. Đỏ 24kg cho chị Bảo Hằng. Đỏ 24kg cho chị Bảo Hằng. Đỏ chữ cho chị Long Bách. À, được á con, nào đưa mì chốt cho cô. Tao biểu con vô làm mẫu không? Đâu. Mì đâu có biểu con vô làm mẫu đâu. Tưởng đâu con vô làm mẫu chứ. Rào Long Bách nè. Con em 28kg rưỡi. Đỏ chữ 25kg cho chị Long Bích. Đỏ chữ 25kg cho chị Long Bích. Đỏ 12kg cho em Bảo Trâm. Đỏ 12kg cho em Bảo Trâm. 12kg cho em Bảo Trâm. Sẽ nhỏ đi em. Dạ chơi chút Hệ Trần ơi. Đỏ 35kg không có, đỏ 30kg không có. Đỏ 23kg cho Yên Phạm. Yên Phạm lên số điện thoại. Yên Phạm ơi. Yên Phạm lên số điện thoại nha. Yên Phạm cho thân xin số điện thoại. Yên Phạm. Vàng trai 25kg cho em Thu Hảo.
vàng trai 25kg cho em Thu Hảo. Đỏ 21kg cho em Phan Thị Hiền My. Đỏ 21kg cho em Phan Thị Hiền My. Không, 21kg là chỏ. Vàng trai 28kg hết mất rồi chị Siêu Việt ơi. Vàng trai 28kg hết rồi chị yêu. Rồi em còn đỏ nè, đỏ tàu lắm mấy chị yêu ơi. Đỏ cưng khang. Rồi em qua riêng vàng gấu. Trời ơi nó cưng quá chứ. Đẹp quá mấy chị ơi. Vàng thỏ. Cưng quá. Vàng thỏ đẹp dữ không? Vàng thỏ đẹp quá. Vàng thỏ. Chốt em vàng thỏ. Vàng thỏ đẹp quá. Áo áo là laptop mà em Hiền My. Áo áo là laptop mà. Đỏ 9kg cho em Thanh Tiền. Đỏ 24kg hết cho em. Đỏ 9kg. Áo này áo là laptop mà My. Sắp lên nó ngắn vậy chứ. Hết rồi em. Hết mất rồi. Vàng thỏ 35kg cho bà Hằng Nguyễn. Phan từ từ á. 35kg đâu. 35kg mà bé có bụng là mà không được đâu Hằng Nguyễn ơi. Áo trai quần trai đi chị. Chị nên đại mà. Trời ơi vàng thỏ đi mấy chị ơi. Vàng thỏ 25kg cho Long Bích. Vàng thỏ tậu quá. Vàng thỏ tậu thiệt đó mấy chị ơi. Vàng thỏ 25kg cho Lân Bích. Vàng thỏ 27kg cho Trần Đào. Tậu quá tậu luôn mấy chị ơi. Sợ nhỏ hàng ơi. Nhỏ bà ơi. Nó đẹp quá. Từ từ. Quần phơi áo chị qua áo rồi lên quần phơi áo. Tậu quá vàng thỏ tậu quá. Vàng thỏ 28kg hết mất rồi kiều ơi. Tiếc chưa? Vàng thỏ tậu khang này. Vàng thỏ cưng quá cưng luôn. Rồi hỏi 28kg hết. Vàng thỏ 12kg rộng lắm. Lấy từ hao ấy. Giờ cũng hết mất rồi bà Hằng ơi. 12kg rộng. Còn tầm 18kg. 22kg, 18kg. Vàng thỏ. Rồi quần giả váy cho bé tạo không? Quần váy cho bé. Có quần trong luôn nha. Có quần trong luôn. Quần váy cho bé có quần trong luôn. Chốt cho em mã quần váy. Chốt mã váy bé. Vé đi. Chốt mã vé. Vé kèm theo size cho em với mấy chị ơi. Vé kèm theo size. Cũng ngồi kia còn quần không để Thương ra nhìn thử đi. Ôi cha chở. Vé kèm theo size.
20kg cho em định mệnh. Vé 20kg cho em định mệnh. 20kg cho định mệnh. 15kg cho em Lê Thầy. 15kg cho em Lê Thầy. Mười lăm ký cho em Lê Thầy. 9kg cho em Thanh Nguyên. 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 Ngồi trên cao ngôi sao lấp lánh. Chăn váy 20kg cho chị Phát Hoa. Chăn váy 20kg cho chị Phát Hoa. Chăn váy 16kg cho Thảo Ly. Đất nước kẹt chưa đây em yêu? Phát Hoa, Thảo Ly 16kg. À, 27kg có mã khác. Trong váy tậu quá mấy chị ơi, lấy trong váy gì cho bé. Váy váy gì cho bé phối với mấy cái áo nè. Váy 8kg cho em Lê Thì. 8kg nó hơi rộng nha em. Trường hao tả rồi được. Số 2 chứ số 1 nè, em biết vậy lấy đâu. Ừ em 3 món rồi. Số 1 Thanh Tiền lấy đâu, còn số 2. Còn số 2. Rồi V gấu nè, V gấu là bị có size lớn nè. Chốt em mã V gấu nè. Quần giả váy, cái này là quần giả váy, đó là quần. Còn cái nãy là váy. Rồi chốt em mã gấu nè. Mã gấu. Trăng vé 25kg. 25kg hết size mắt Nam Thư ơi. 20kg cho Ngọc Tân nè. Trăng váy 20kg cho Ngọc Tân. Em có rồi. Vé gấu 20kg cho em Ngọc Tân. Gấu 21kg cho em Thảo My. Em Hiền My, Hiền My. Ngồi trên cao ngôi sao lấp lánh. Gấu 16kg cho em Như Đạt. Gấu 28kg cho em Trần Kiều. Gấu 25kg cho Lân Bích. Gấu 35kg cũng sợ không có bà ơi. Hàng Nguyễn ơi, gấu 25kg cho Trúc Thanh. Vé để là vé có quần bên trong. Gấu 25kg cho Thanh Hiền Định. Gấu 12kg cho Thơ Phan. Ok em. Cái gấu 30kg hả? Rồi để tôi ấy ra chút nữa tôi có sai tôi bóc cho bà nha. Chắc có sai rồi quá. Rồi qua mã gấu. Rồi trong vé caro. Trong vé caro em còn một cái caro đen 18kg. Một caro đen 18kg với một caro đen 20kg. Rồi caro đen trong váy phía sau đó có bảng lưng thun. Rồi 20 với 18kg. Caro đen. Chốt em mã caro đen. Caro đen, chốt em mã caro đen.
Caro đen mấy chị ơi, caro đen. Caro đen, chốt em mã caro đen. Rồi caro nâu em còn size 15 kg. Caro nâu em còn size 15 kg, 15 16 kg. Cái nào cũng có quần hết á em ơi, em chốt vậy chị biết cái nào đâu Thu Hảo, chị đẹp cái nào chốt cái nấy chứ em ưng cái nào chốt đúng ơi như chị vậy. Thì toàn bộ chân váy cho bé là có quần bên trong hết á. Rồi cái này là chốt em mã caro nâu này. Caro nâu tạo chưa? Caro nâu và caro đen. Chân váy là có quần nữa chứ gì, em thích quần thì em cắt cái quần bỏ, có quần người ta mê bên trong mà mình không thích thì mình cắt mình bỏ đi, mình thành mặc thành thông quần. Đơn giản mà mấy chị yêu. Việc đó hoàn toàn đơn giản. Muốn không quần thì nó đơn giản, cái muốn có quần nó mới khó. Muốn không quần thì đơn giản. Caro đen 18 kg cho em Thu Hảo. Caro đen 18 kg cho Thu Hảo. Mười tám kg cái Thu Hảo. Bữa nay chị hơi mệt. Dạo này do khách tới nhà mua nhiều quá mấy chị ơi. Em phục vụ từ sáng tới tối luôn á. Em lo hai nhỏ nữa. Rồi quay caro. Rồi trong váy vé sắp ly đen đậu chưa? Thương ghê luôn mấy chị ơi. Tẩu quá. Toàn bộ là có quần bên trong nha. 8kg hả em? 8kg hết mất rồi Kim Tiến ơi. 8kg hết rồi em yêu. Rồi em có mẻ này nè. Tẩu không? Đó. Rồi đem viền trắng đây. Chốt em mẻ đem viền trắng để phân biệt nha. Đem viền trắng. Cưng quá trời cưng luôn á. Đem viền trắng có size lớn nè. Đem viền trắng có size lớn nè. Chốt em mã đem viền trắng. Con em bé trai hả? Đồ bé trai tối nay hơi ít á mấy chị yêu. Đồ bé trai tối nay ít á. Xếp ly 25kg cho em Nam Thư. 25kg cho em Nam Thư. Đem viền vàng 20kg cho em Phạm Thu. 20kg cho Phạm Thu. À nước giặt mai về nữa nha. Thêm bán phụ mùa Tết ấy. Thêm có tiền trả 20kg. Cho em Phạm Thu. Có 27kg cho em Trần Đào. Ở bếp ca từ từ chờ gì xíu. Giờ nhiều quá mấy chị cơ, hấu cái này hấu kia em biết like gì luôn nè. Nhiều lắm. Đồ mỹ và bí khó lắm. Đem viền trai 30kg cho chị Trà My Lương. Nhiều khi mẹ số ký này con số ký khác đó, nó cực lắm. Đồ mẹ và bé là cực kỳ ớn. Rồi đem viền trắng 23kg cho Yên Phạm. Đem viền trắng 23kg cho Yên Phạm. Có 35kg á bà Hằng. Đem viền trắng cho Yên Phạm nè. Có 35kg. Chân váy này có size lớn.
Rồi 27kg cho em Trần Đào. 27kg cho em Trần Đào. Hộp áo chờ gì xíu đi em. Hành Nguyễn. Đem quần trắng bao nhiêu ký cho chị Lê ơi? Bà lấy bao nhiêu ký chứ bà ơi? Bà không chốt số ký là tôi không biết đường tôi bóc luôn nè. Ok bà chị Lê. Rồi em có đem quyền trắng, rồi có đỏ nha. Em có đỏ nữa nè. Ai thích đỏ thì chốt đỏ cho bé nha. Ai thích đỏ thì chốt đỏ cho bé. Ai thích đỏ thì chốt đỏ. Ai thích đỏ thì chốt đỏ. Rồi ai thích đỏ đô thì chốt đỏ đô. Ai thích đỏ đô thì chốt đỏ đô. Thích đỏ thì chốt đỏ. Thích đỏ đô thì chốt đỏ đô. Rồi đen đỏ và đỏ đô. Càng là càng nhắn thêm nước giặt về để thêm em 2 thùng thôi. Trở về giặt thơm quá mà, phái quá. Người đi. Đỏ gấu này mấy chị yêu đẹp chưa? Đỏ gấu này đẹp thiệt luôn. Rồi chốt em mẹ đỏ gấu. Đỏ gấu. Đỏ gấu nha, chú em đỏ gấu. Đỏ 28kg là đỏ nào vậy em Lý Võ ơi? Đỏ 28kg là chân với đỏ thì đỏ gấu. Chốt chặt là trơn không trúng gì hết. Có còn đen 33kg nha chị. Ok chị nè. Nguyễn Quý đen 33kg chị Nguyễn Quý. Đen 33kg chị Nguyễn Quý. Đen 33kg chị Nguyễn Quý. Chân vé đen và đỏ 25kg cho chị Đặng Thị Giáo. 35.000 em yêu. Tới đâu? Lấy cho bà một cái rồi bà chị Lê ơi. Rồi bây giờ bà muốn mẻ là nữa bà chốt chứ. Chân vé đen và đỏ đô cho chị Đặng Giáo 25kg. Đỏ đô và đen 25kg chị Đặng Giáo. Đặng Thị Giáo. À, đỏ gấu 20kg cho Ngọc Tăng. Đỏ gấu 20kg cho em Ngọc Tăng. Rồi đỏ gấu cho chị nghe vỏ. Hết đỏ gấu. Đỏ gấu cho nghe vỏ. Ừ.
rau đỏ gấu hết. Rau lấy cho bà rau á, đỏ gấu em hết nha mấy chị yêu ơi. Á chị mặc hết rau. Chân váy đỏ cho em 30kg nghe chị. Ok Lý Võ. Chân váy đỏ. Chân váy đỏ 30kg. Ok em yêu. Chân váy đỏ 30kg. Hết rồi em ơi, đỏ gấu hết để đổi rồi em yêu. Đỏ gấu hết để đổi rồi nha. Rồi hồng rút. Chớ em mẹ hồng rút. Hồng rút có dây rút hai bên nơ tậu. Hồng rút. Không nha em. Nước chè không bán lỉ em bán nguyên hồng vậy á. Hồng rút. Chớ cái em mẹ hồng rút. Hồng rút tậu á. Hồng rút cưng quá đi mấy chị ơi. Rồi chốt em mã hồng rút. Chân váy đen 2 cái 30kg và 22kg cho chị Kim Cương. 30 và 22. 30 và 22. Rồi 30 và 22 cho Kim Cương. Rồi hồng 18kg cho em Như Đạt. 18kg cho em Như Đạt. Hồng 20kg cho Phạm Thu. Hồng 20kg cho Phạm Thu. Hồng rút bao nhiêu ký thì mệt. Hồng 25kg thương hết size rồi mấy chị yêu ơi. Hồng 25kg thương hết size. Hồng 12kg cho em Bảo Trâm. Hồng 12kg cho em Bảo Trâm. Hồng 30kg thương hết size. Mười tám ký cho em Định Mệnh. Định Mệnh giống nãy có thôi vậy nè. Chưa. 18kg cho em Định Mệnh. Chị mơ ơi. Hồng 25kg thương hết size. Hồng 17kg chốt cho Ánh Xương. 17kg chốt cho Ánh Xương. Chân vé đeo 17kg 2 cái. Chị lấy thêm hả chị Đạn Giáo? Chị lấy thêm hả chị? Chị lấy thêm phải không? Có chân vé cho bé 20kg không? Có nha chị yêu. À đó có mèo khác không cô? Chờ cô xíu. Hồng 15kg cho Trầm Đào. 15kg cho em Trầm Đào. Chân váy đen 17kg là chị lấy thêm hay là sao chị? Ừ vậy, nói vậy mẹ không nghe vậy đó. Hả? Con nói vậy mẹ không nghe vậy đó con gái ơi. Sao con gái không ngủ đây mà mà ra đây chơi. Mà con gái nó buồn ngủ quá lâu thì đi ngủ đi. Có cái 20kg không hả? À, có em. Rồi size đây size đại nha. Tậu chưa. Rồi hồng này size đại 18-35kg. Hồng nơ. Nơ chỗ đây, nơ rút chỗ đây tậu chưa. Thêm 2 cái và ok chị yêu. 17kg, em coi thử còn sai 17kg không? 17kg em không còn sai chứ. Nó hơi rộng sợ gì nó cuột á. Hết hết chị ơi. 17kg thì chốt vào trong vé riêng thử chạy. 17kg chốt vào đây thử. Trong vé riêng thử trong vé kia hết không? Hồng 35 cho Hằng Nguyễn. Chúc mừng bà Hằng Nguyễn này chút. Đái đi. Chết, nhanh nhanh đi ra để đái được đồ miễn.
đừng bậy nha, đừng bậy, đừng bậy, đừng bậy nha con, đừng bậy, đừng bậy, đừng bậy, đừng bậy. Nào nào chị đi, ăn ăn con đấy. Bố con gì đâu mà ngủ gà ngủ gật vậy trời. À, hồng nưa 22 kg cho bách sen, lấy hồng luôn ok chị nghe. 22 kg cho bách sen. Ba mươi ký cho chị đẹp, rào chốt cho chị nghe vỏ hết. 30 kg cho chị đẹp. Ngồi trên cao sao lấp lánh, em ước mong sao mai sau không rời. Hồng nơ hết rồi ha Lê ơi. Hồng nơ đã không có 12 kg, size đây từ 18 kg. Rồi bé trai. Rồi trắng, trắng cho bé trai. Trắng cho bé trai. Chốt cho em mã trắng, trắng cho bé trai nha. Trắng cho bé trai. Trắng cho bé trai. Rồi đỏ cho bé trai. Đỏ cho bé trai. Trắng cho bé trai rồi đỏ cho bé trai. Trắng cho bé trai rồi đỏ cho bé trai. Rồi xanh cho bé trai. Có nha. Xanh cho bé trai có nha Thanh Thúy. Đỏ 35 kg chị Mẫn Hình Thu, để em coi thử còn size 35 kg không. Đỏ hết size 35 kg mất rồi chị yêu ơi, Mẫn Hình Thu ơi. Form này chắc cũng tầm 20 kg ấy nha chị ơi. Form này tầm 20 kg ấy chị, phải 20 kg đổ lên. Từ từ chờ chị xíu. Đỏ 33 kg thương hết size mất mấy chị yêu ơi. Đỏ 33 kg thương hết size mất. Đỏ thương còn tầm 20-25 nè. Xanh trai 28 kg. Xanh trai 28 kg. Rồi xanh trai 28 kg cho Xuyên Việt. Xanh 35 kg thương hết size rồi mấy chị yêu ơi. Xanh 35 kg thương hết size. 28 kg với chị Xuyên Việt. Kéo máy bò đồ vô đem lửa mưa anh. Đỏ và xanh 25 kg cho em Như Đạt. Đỏ và xanh 25 kg cho em Như Đạt. Đỏ và xanh 25 kg cho em Như Đạt. Cảm ơn con. À, xanh 20 kg bé trai cho chị Phát Hoa. Xanh 20 kg cho chị Phát Hoa. Dạ ok chị yêu. Em like buổi tấu thì em dồn cơ. Một ngày em like 2 like sáng trưa và tấu thì em dồn chung lại sáng em đi đơn. Quận Nam chờ thương xíu. Xanh 34 kg thương hết size nha lên vỏ ơi. Đỏ xanh trắng 10 kg rộng nha. Đỏ xanh trắng 10 kg qua ri nhí với ri ra không được. Có sơ mi cho bé trai không? Sơ mi bé trai đây em yêu. Sơ mi bé trai nha. Sơ mi bé trai. Trắng 30 kg. Đừng coi còn xa rau. Trắng 30 kg cho Ngọc Tăng. Trắng 35 kg. Đã chốt sale nữa rồi. Rào trắng 30 kg cho Ngọc Tăng. Trắng 30 kg cho Ngọc Tăng. Đỏ xanh trắng 27 kg. Còn cái nào lấy cái máy thử em. 27 kg là chỉ còn trắng nè. Để thử xanh với đỏ còn không. 27 kg. 27 kg chứ còn trắng cho em không à. Còn trắng không hề gắm Trần Thị ơi. Còn trắng không hề em yêu.
À đây, chị còn trắng với xanh cho em nha, gắm Trần Thị. Gắm Trần Thị chị còn trắng và xanh cho em nha. Gắm Trần Thị chị còn trắng và xanh cho em nha. Có cái xanh có xanh gì đây, xanh nước biển đó nha mấy chị yêu, xanh nước biển đó nha. Gắm Trần Thị. Rồi sơ mi 18kg cho Lê Thanh Trần. Xanh trai 33kg hết rồi em ơi. Trăng váy đỏ cũng không còn 17kg chị yêu ơi. Trăng váy đỏ cũng không còn 17kg chị ơi. Size này chắc cũng gỡ 20kg đổ lên 17kg thân sờ lọng. Ờ à, chờ chị xíu đi. Sơ mi 18kg. Có bé gái nha, trắng 33kg hết. Trắng 33kg thân hết. Rồi em còn mèo đen nè. Mèo đen em có size 20kg. Mèo đen em còn size 20kg nha. Mèo đen em còn size 20kg đổ lại. Mèo đen em còn size 20kg đổ lại. Anh ạ. À, anh cầm giùm em mấy cái rơi áo chụp vô đây em coi thử áo gì ngoài đó anh. Vàng Babydoll rồi vẫn còn anh em thử hết chu cho đây nè, tậu chưa? Babydoll này mấy chị ơi, hồng ruốc. Hồng ruốc form Babydoll này tậu chưa? Chú em mã hồng ruốc nha. Hồng ruốc. Hồng ruốc kèm theo số ký. Lấy đen cho chị, ok chị. Trắng 30 kg không có Ngọc Tăng ơi, hồi nãy em có một con gì đâu á. Ngọc Tăng này em có được một cái gì đâu á. Rồi ruốc. Cho em mã ruốc. Xanh biển 32kg hết size mất chị Phương ơi. Hồng ruốc 18kg cho em Như Đạt. Lấy em mèo đỏ 23kg, ok em yêu. Mèo đỏ 23kg cho em, cho em gắm Trần Thị nè. Gắm Trần Thị. Như Đạt hồng ruốc 18kg. Hồng ruốc 18kg. Hồng ruốc 18kg. Hồng ruốc 35kg cho Hằng Nguyễn. Không, hồng ruốc đó họ không có 35kg nha bà Hằng Nguyễn ơi. À, lấy ruốc cho chị nghe. Ruốc cho chị nghe. Hồng ruốc 20 và 23kg cho chị Nguyễn. 20 và 23kg cho bà chị Nguyễn. Rồi cho chị nghe vỏ. Babydoll vàng nữa nè mấy chị ơi. Ai chưa chốt được quần ruốc thì qua vàng. Có quần nam. Quần nam liễu chắc ở đâu ta? Có quần nam chờ thương xíu rồi lấy quần nam cho. Babydoll vàng tậu không? Cưng quá hay chưa? Vàng nè mấy chị ơi, tậu quá. Vàng. Nè có chốt chân vé cho em có Lý Ngô ơi, vàng. Xanh trai 33kg hết. Vàng chốt mã vàng đi mấy chị yêu. Em coi thử còn đồ gì. Vàng. Vàng. Mã vàng đi chốt rồi rồi chốt rồi.
quần. Rồi vàng. Wow, hơi mệt. Vàng. Vàng 16 ký chốt cho Thảo Ly. Vàng 16 ký chốt cho Thảo Ly. Vàng chốt cho Nga Võ. Vàng chốt cho Nga Võ. Hết vàng mấy chị yêu. Áo đang mặc hết rồi chị yêu ơi. Đẹp quá. Rồi hồng, cho em áo hồng nha. Áo hồng. Áo hồng em có size 30 kg nè. 30 35 kg. Hồng. Cho em mã hồng. Hồng. Cho em mã hồng đi mấy chị yêu ơi, hồng hồng. Hồng vàng hết rồi mấy chị yêu ơi, vàng hết. Cái nó rút rồi, cái ri rút hồi nãy nhân còn này mấy chị. Rút cổ tim nè. Hồng, ai lấy hồng không? Hết áo đang mặc quá hả? Nó mặc hết mất tiêu rồi. Để có người chốt rồi. Hồng 26kg chốt có chị Lê Ánh Hồng. Hồng 26kg chốt có chị Lê Ánh Hồng. Có đồ trai nha, có đồ trai. Rồi hồng 16 ký 2 im. Hồng mấy chị yêu ơi, để em coi kìa. Rồi hồng 26 ký cho Lê Ánh Hồng. 16 ký 2 im hả? Chị lấy 16 ký 2 im hả? Hồng 16 ký hả em yêu? 16 ký rộng á. Hồng 25 ký hết size. Hồng 34 ký hết size. Trời ơi bà quơ bà bấm lộn. Sao mà bấm lộn gì số ký dữ vậy bà ơi. Tôi giục qua phía kia rồi. Đáng ghê. Rồi hồng 25kg chốt với chị Long Bách nha. Dục qua kia biết đường nào mày kiếm nó trời quơ chết chết quá. Hồng 25kg chốt chị Long Bách. Hồng 34kg hết. Bấm lộn gì mà 10 xé có ba máy chứ bèo quơ. 27kg hồng 34, hồng 34kg thương hết. Đi ngủ trước đi con. Rồi cho em mã hồng ruốc. Cho em mã hồng ruốc nha. Hồng ruốc nè. Hồng ruốc có dây ruốc hai bên thì tạo luôn á. Hồng ruốc. Chốt cho em mã hồng ruốc. Hồng ruốc có rút hai bên. Hồng ruốc có rút hai bên. Chốt em mã hồng ruốc có rút hai bên.
Hồng rút có rút hai bên. Cháu em mã hồng rút. Hồng rút. Hồng 16 ký chút em trầm đào. Hồng 16 ký chút có trầm đào. Con đi ngủ đi. Hả? Ngủ đi chứ mẹ còn bán đồ mà. Bố con xe rồi bỏ con đi. Cùng lên cùng lép chạy á hả? Đi con yêu. Đi đây, ngủ đi. Hồng 30 kg. Hồng 30 kg em không có. Hồng 25 kg. Hồng 25 kg thương cũng không có mấy chị yêu ơi. 20 kg rồi nha. 23 kg này cho Mỹ Lân Minh Khánh. Chào quân ngủ bỏ nhỏ đi cụ lên cầm bếp. Mỹ Lân Minh Khánh. Hồng rút 16 ký nào cầm đào ơi bắt cho em rồi. Hồng rút 25 kg cho Đặng Đặng Thị Giáo. Hồng rút 25 kg cho Đặng Đặng Thị Giáo. Đặng Đặng Thị Giáo. Hồng rút 34 kg không có sai. Hồng rút 34 kg thương không có sai. Rồi vàng mèo. Chốt em mã vàng mèo nha. Vàng mèo. Chốt em mã vàng mèo. Vàng mèo. Vàng mèo có size lớn. Vàng mèo size lớn nha. Vàng mèo size lớn. Vàng mèo size lớn. Chốt em mã vàng mèo size lớn. Vàng mèo size lớn. Vàng mèo 16 ký cho Lê Ánh Hồng. Phan ạ. 16 ký rộng không? 16 ký rộng á bà ơi. Không. Để. Rộng xíu cũng được. Vàng mèo cho Lê Ánh Hồng. 16, 18 cũng trên. Hồng rút 25 ký hết size rồi em Thư ơi. Hồng rút 25 ký hết size rồi. Vàng mèo. Chốt cho em mã vàng mèo. Vàng mèo có size tới 35 kg. Rồi chốt em mã vàng mèo. Mã này tậu ghê mấy chị ơi. Mèo gạch đi. Gạch nó cũng phải gạch luôn. Cái mèo này tậu á. Tay nó cũng tậu nữa chứ. Gạch đi. Chốt em mã gạch đi. Mã gạch. Mã gạch, chốt em mã gạch. Gạch, chốt em mã gạch. Kiều Quanh. Hoàng mèo 27 kg cho Kiều Quanh. 27 kg cho Kiều Quanh. Gạch 20 kg cho Phạm Thu. Gạch 20 kg cho Phạm Thu. Gạch 18 kg cho em Như Đạt. Gạch 18 kg cho Như Đạt. Gạch 16 kg cho Lê Ánh Hồng. Gạch 16 kg cho Lê Ánh Hồng. 16 kg cho Lê Ánh Hồng.
Tri Nguyễn Hồng Rút 17kg cho Tri Nguyễn. Hồng Rút 17kg cho Tri Nguyễn. Tri Nguyễn lên số điện thoại, Tri Nguyễn ơi. Tri Nguyễn lên số điện thoại nha. Gạch 20kg cho chị Thảo Mai. Gạch 20kg cho Thảo Nguyễn hết mất chưa? 20kg hết mất rồi Thảo Nguyễn ơi. Gạch 2 cái 9 và 18kg cho Thu Thảo. 9 và 18kg cho em Thu Thảo. Gạch 9 và 18kg cho Thu Thảo. Gạch 30kg hết size. Gạch 23kg hết size. Gạch 16kg cho Trầm Đào. Mình xéo ký chút cho Trầm Đào. Gạch 15kg chút cho Du Võ. 15kg chút cho Du Võ. Gạch 17kg hết size. Gạch 17kg hết size. Gạch 20kg hết size. Gạch 16kg hết gai. Hết gạch chị yêu ơi. Vàng mèo hết. Vàng mèo bao nhiêu ký? Vàng mèo 30kg cho chị Kim Cương. Vàng mèo 30kg cho chị Kim Cương. 30kg hết size nha chị Kim Cương ơi. Vàng mèo 30kg hết size. Hai áo nam của chị giống như đi đơn rồi mà chị ơi. Bên em đã gọi là đi đơn rồi mà cái biểu gửi chung biết là gửi chung kiểu sao trời. Đã gọi đi đơn từ hôm nay rồi mà. Gạch 20kg hết size. Gạch 16kg. Má còn cái gạch 16kg cho đàn đặng thị giáo. Mấy chị cứ ưng cái chốt ở đâu từ hầu nào đi đơn rồi mà cái biểu đi chung nữa. Làm sao đi chung mấy chị rồi chần nhận hàng không có rồi lên làng ra xuống. Nhà em dồn đúng hai đơn đủ đơn rồi nhà em tự đi nha, không có dồn nữa nha mấy chị yêu ơi. Gạch 27kg hết, gạch 35kg hết. Thái chị mà chị Trần Văn ơi. Gạch 16kg hết, ruốc 30 và 32kg hết. Rồi em còn vàng mèo. Rồi mã rút rút đi. Rồi mã rút rút, cho em mã rút nha, mã rút. Mã rút mèo rút, cho em mã rút mèo rút. Rút mèo rút. Rồi đen. Cho em mèo đen. Cho em mèo đen. Mèo đen. Mèo đen. Rút 35kg không có, rút ở đây rồi size nhỏ, không có size 35kg. Chị gửi bên riêng ti nha. Chị gửi riêng ti nha. Đeo do đeo vỏ. Rồi rút dây 18kg. Đem hết nha mấy chị ơi. Rút dây 18kg cho Thảo Nguyễn. Rút dây 18kg cho mấy chị Thảo Nguyễn. Mười tám cái chốt cho Thảo Nguyễn. Đen hết á. Rồi mã mắt. Chốt cho em mã mắt. Chốt cho em mã mắt. Phôm áo đó là cờ lắp tốt nha. Tay của nó đi. Mã mắt. Chốt cho em mã mắt. Ủa cái đó là chị Trần Văn. Cái đó là khi bí liễu gọi đơn. Chị biểu dồn đó. Em rõ ràng là em nghe bé Liễu gọi điện là chị bảo đi đơn mà, phải không? Chị bảo đi đơn thì nó đi đơn chứ. Chị phải nói chứ. Nó gọi chị biểu đi đơn thì nó đi đơn, mà chị biểu giữ thì nó giữ chứ.
đem hết nè mấy chị ơi, mà mắc 35kg không có ba hàng ơi. Đây là size nhỏ mà, đây là size nhỏ. Rút rút 25kg cho em Nam Thư, 25kg cho em Nam Thư. Có việc đi đơn dù đơn hay là gì là mấy liễu nha em nha mấy chị ơi, em chỉ like thôi nha. Còn vấn đề đơn hàng đi đơn dồn gì đó thì không, chị nói dồn đơn mà. Nếu chị nói thì nó dồn đơn, còn cái việc đó em đâu có biết được đâu. Mắc 30kg thương không có sai, mắc 23kg cho Mỹ Lân Minh Khánh. Còn mọi vấn đề thắc mắc gì hai số điện thoại trên tường em đó mấy chị cứ gọi nha. Hai cái số điện thoại trên tường em đó mấy chị cứ gọi. Còn việc dồn đơn hay ái đơn là bi liễu á, mấy chị nói với nó rồi, rồi nói với em thì đâu có biết. Một đứa làm đơn rồi đi hỏi một đứa là em chịu thua. Đơn hàng muốn đi hay chưa thì mấy chị cứ gọi vô cái số của em đó nha. Khách hiện là bên em tự đi, còn khách tỉnh bên em sẽ gọi. Mỹ Lân Minh Khánh, mã mắc 9kg cho em Tri Nguyễn. 9kg con nhỏ đâu đâu. Rồi 9kg cho em Tri Nguyễn. Mà mắc không có sao, 3-4kg. Mắc 16kg chị Đặng Thị Giáo. Hay 2kg thân hết sai. À chơi gì xíu. Bé trai, bé trai giờ em còn mấy cái zombie để hẹn sau á. Zombie là nhỏ, form là 18, form này 15-16kg đó lại nha, coi giảng. Rồi zombie bóc ngẫu nhiên nha mấy chị, em có zombie xanh, zombie đỏ, zombie vàng. Để lớn không có sai. Xanh đỏ vàng. Sơ mi em có xanh đỏ vàng nha, xanh đỏ vàng. Hôm này cà tầm 16-17kg. Ờ có số 8, số 9 vậy này. Tạo ghe. Sơ mi, sơ mi cho bé trai. Em có xanh nè, đỏ đô nè, đỏ tư nè, vàng nè. Mấy chị chốt số ký bóc ngẫu nhiên đi mấy chị ơi. Chốt sơ mi, chốt sơ mi mè nào cũng đẹp. Chứ nó không đủ size, nó còn nghĩ size á. Căn vé riêng 16kg cho chị Đặng Thị Giáo. Chăn vé riêng 16kg cho chị Đặng Thị Giáo. Tờ sơ mi, vậy là hết sơ mi thì chốt sơ mi em bóc ngẫu nhiên nha. Có size bao nhiêu ký em bóc mèo nào bóc mèo nấy. Sơ mi 12kg cho chị Thảo Nguyễn. Tậu sơ mi tậu lắm. 12kg. Rồi cho chị Thảo Nguyễn. Sơ mi tàu đấy mấy chị yêu ơi. Cưng dễ sợ luôn, chắc coi giảng, chắc đẹp giả mang. Có chân váy 13kg nha. Có chân váy 18kg chị yêu. Chân váy 18kg em có. Chị lấy không, em lấy cho. Chân váy 18kg có quần bên trong. Sơ mi 12kg cho em Thanh Thanh Phương. Thanh Thanh Phương. Sơ mi xanh 10kg, để cho coi thử có 10kg không.
Rau có 10kg nè. Chăm la hành trần 35.000, 100.000 ba món. Nói hả mấy chị, cái nào khác giá em sẽ báo mẹ. Thơ viên 16kg. Mèo khác được không? Chứ mèo vàng không có, size 16kg. Bóc ngẫu nhiên thì em bóc nha. 18kg cho Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn có quần riêng bí gái 16kg không có mấy chị ơi. Rồi qua sọt nam. Rồi sọt nam giá cũng vậy nha mấy chị. Chắc coi giảng này tạo ghê luôn mấy chị. Coi giảng đã. Rồi sọt nam chú em mẹ sọt nam kèm theo số ký đi thương bóc cho. Sọt nam có size 25kg luôn á. Sọt nam sọt nam coi giảng có. Sọt nam 25kg cho Nhật Thanh Lê. Sọt nam 25kg cho Nhật Thanh Lê. Hạt mẫu giáo chứ sao đúng không? Hạt mẫu giáo là được chứ không ngắn đâu. Sọt nam 10kg, để giờ coi. Sơ mi xanh 10kg. Chi hình nam 30kg thôi không có. Kim cương được là gì ta? Được là gì kim cương ơi? Sọt nam 10kg, để thương coi còn số 1 không? Sọt nam 10kg. Đậu sủ với ta, đây bé gái. Đây bé gái. Số 3 được không ta? 10kg. Được. 10kg, sọc nam thương không có size 30kg. Sọc nam thương không có size đại nha. 10kg cho hệ trần. Sọc nam 10kg cho hệ trần. Ký cho hệ trần. Sọt nam 29kg hơn hết size. Sọt nam 29kg hơn hết size. Em 3 cái 3 mẫu, 1 mẫu em yêu ơi. Có 1 mẫu em không có 3 mẫu. Có 1 mẫu rồi nha. Sọt nam thì có thử 3 mẫu không? Ừ 3 mẫu đây. 18kg. Ly vỏ. Mắc dữ trời. 32kg không có, 30kg không có. Sọt nam 25kg cho em Như Đạt. 25kg cho em Như Đạt. Con bé gái 16kg với chị Đặng Thị Giáo. Con bé gái 16kg. Đặng Thị Giáo. Hai mươi tám kg cũng được cho xuyên Việt. Chúng tôi còn sai 8kg không? 28kg hơi nhỏ. Hết 28kg luôn rồi chị ơi.
Sọt nam 12kg cho chị Thảo. Sọt nam 12kg cho chị Thảo. Ok chị, để mai em coi có em bỏ vô nha. Ờ, thông nước giặt mai em tét tấu mới về mốt ra chữa là chị sẽ có 20kg với chị Thương Hoa Kim. 20kg với chị Thương Ro Kim. Sơ mây mừng xéo ký với chị Kim Cương. Sơ mây mừng xéo ký với chị Kim Cương. Sơ mây mừng xéo ký cho các chị Kim Cương. Sọt nam mèo đậm 25kg. Bắt xa 25kg rồi em yêu. Hết xa 25kg rồi Phương ơi. Hết xa 25kg. Sọt nam 35kg hết. Em ba cái rồi nha. Áo em mặc đẹp quá hả? Áo mặc hết mất rồi. Có người chốt mất rồi. Còn áo lễ bé gái nhiều nha, riêng 30kg thương không có. Không có 32kg chị yêu ơi. Ri nhí. Không có 32kg, ri nhí. Còn mấy quần đùi cho bé gái đi. Em còn mấy quần đùi cho bé gái 30kg luôn. Vô quần giả váy cho bé gái. Riêng bé gái 25kg nè, 28kg nè, 30kg nè. Riêng cho bé gái á. Áo vàng, chú em mặc áo vàng. Áo vàng ở size lớn này 18-30. Áo vàng size 18-30. Áo vàng size 18-30. Nam 20kg mèo đậm. Đậm là mèo nào? Nam 20kg mèo đậm Thúy Tiên. Quần giả váy 20kg cho Ngọc Tăng. Quần giả váy 20kg cho Ngọc Tăng. Vàng 18kg cho Thảo Nguyễn. Vàng 35kg cho Hàng Nguyễn. Vàng 35kg cho Hàng Nguyễn. Vàng 35kg cho Hàng Nguyễn. Vàng 18kg cho Thảo Nguyễn. Vàng bao ký chốt bài rồi Hằng ơi. Vàng 20kg cho Ngọc Tăng. Ơi chờ chút xíu. Vàng 30kg cho Nga Nguyễn Hồng. 30kg cho Nga Nguyễn Hồng. Vàng 23kg cho Mỹ Linh Minh Khánh. Vàng 23kg cho Mỹ Linh Minh Khánh. Một lần
32 và 32 cây và quần 32 kg. Quần 32 không có chị yêu ơi. Vàng 32 em cũng hết. Tri Nguyễn vàng 20 kg em Tri Nguyễn nè. Vàng 20 kg em Tri Nguyễn nè. Vàng 20 kg cho Tri Nguyễn. Vàng 20 kg cho Tri Nguyễn. Áo bé trai hình như em còn áo xẹp không hay sao á, áo xẹp đâu rồi? Áo xẹp cho bé trai đâu rồi ta? Áo bé trai em còn áo xẹp. Lắng ra đút vào đây nè. Xem sao cũng ít đẹp quá. Xẹp cái thun không được đẹp lắm đấy chị ơi. Xẹp thôi để em gửi lại đi. Để gửi lại áo xẹp đi. Hờ, đã tê tua. Xẹp cái giải 6 á. Để thun gửi lại cái áo xẹp đi. Xẹp cái giải thun PC nó không đẹp. Vàng bao nhiêu ký đâu, ai chốt vàng nhiêu ký nữa ha. Vàng Tri Nguyễn đâu không, để em chốt có ai đó, 35 ký hết. Vàng 25 ký hết. Vàng 25 ký hết. Đây đây, vàng 25 ký cho em Nam Thư. Vàng 25 ký cho em Nam Thư. Cái xẹp trai riêng sari xấu quá. Thun không đẹp. Riêng nể lên rồi đó, gắn thằng thị. Riêng nể chị lên rồi đó em yêu. Rồi hồng đậm, chú em mã hồng đậm nha. Hồng đậm. Chú em mã hồng đậm. Rồi vàng, vàng tậu không? Hồng đậm rồi vàng. Đấy quần sọc nam 20 kg. Để chút kia coi thử còn sao 20 kg. Em lên nó mấy chị chốt rồi đồng nghỉ luôn. Hồng đậm vàng này. Còn bé gái không, bé trai hết rồi mấy chị ơi. Rồi hồng mèo này. Hồng mèo. Hồng mèo là ri đại nha. Hồng mèo ri đại. Đó. Đỏ nha. Đỏ. Mệt rồi chứ. Đeo lưng quá. Đi chọc quân rồi đeo con lưng. Chắc mai chưa mai phải làm một bữa đồ bé nữa. Cho nó sạch bớt đồ bé. Bé còn nhiều quá. Một nghề ra không hết.
mấy chị ơi chốt ơi em đi nghỉ. Hồng đậm 18kg cho chị Thảo Nguyễn. Hồng đậm 18kg cho Thảo Nguyễn. Đồ bé trai hết rồi mấy chị ơi. Riêng gái hết. AB gái hết màu đen rồi nha mấy chị yêu. Gặp gừng ta họ nhờ. Ok nghe Nguyễn Hồng nha. Rồi bye bye mấy chị nghỉ nha mấy chị yêu.